Đấy, em nó đây cả nhà nhé. Đấy. Ừ. Nhiều. Đang dăm mùa bầu tròn thì lấy cái củ thế lắm. Thằng đang hỏi tiên. Bầu tròn này. Đấy đây, lưỡi này lưỡi cong. Ừ. Để đấy à? Đấy, mà đánh bầu này vừa bầu tròn đấy. Mà đánh thì bầu vuông thì đánh vào cái. Ừ. Còn cái thân bé bé nữa. Cây này là không không cởi giày ra các bạn, có một cây không cởi giày thường quá, đến mùa hoa rồi thơm quá. Có cũng gặp là vài thứ mỗi thứ tí. Đấy, lên cả nhà. Đấy, cái này oánh ưu tiên oánh chân to này cả nhà. Đấy các bạn nhìn. Bầu to chưa? Bầu tương đối to. Đấy. Đưa sửa tí. Đây là bác ấy lấy ít kèm cho nên là mình ưu tiên cái bầu lớn này, chứ còn bình thường mà các bạn lấy số lượng nhiều thì cái bầu như thế này thì rất là nặng. Mình có một cái ông khách ở Bình Phước, mình chuyển cho 20 cây, cuối cùng là đang xù tiền của mình các bạn ạ. Chán hết cả người, lời lãi chẳng bao nhiêu mà coi như làm thế thì chết. Mà ông xem được video này thì thông cảm cho nhau một tí, người làm ăn người lớn thì nói cho nó đàng hoàng. Ông chú lại chắc hơn tuổi mình, cứ bảo chào mình là anh em cho nó gần gũi, giới thiệu là người miền Bắc Thái Bình. Nhưng mà thực sự làm ăn kiểu như vậy không 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 happy, không vui. Mọi người thì biết mình ấy, nhưng mà khổ cái là mình thì cứ cắn này. Chán. Chán ngắt luôn. Làm ăn thế thì không ổn thế nào. Chẳng nhẽ bây giờ là mình đi gửi thông tin đấy vào cho công an địa phương ở Bình Phước người ta lại xử lý thì nó chẳng ra thế nào. Mình cứ tin ông này. Cứ tin. Mình có cả những cái thông tin ông gửi trong Zalo rồi. Địa chỉ rõ ràng, bởi vì là đơn hàng về tận nhà rồi, địa chỉ rõ ràng rồi. Đấy, nhưng mà làm ăn thế thì không được, không ổn thì nào cả. Đấy, bầu sinh chưa, làm ăn thế thì chết. Các bác ăn cơm thì để em còn bắt cháo mà ăn chứ.
xu hơn 2 triệu, 2,5 triệu bạc. Chán. Đấy, vì cái ngọn bây giờ thì phải xu bớt, gọn gọn gần cái ngọn. Sẽ buộc từ tâm thì ra. Cái mùa này là mùa hoa các bạn ạ. Cái mùa hoa anh em về đào lên thì cũng có thể chơi được luôn. Thì muốn cây nó hồi lại thì bắt buộc phải qua cái dịp Tết này. Hoa nó hết đợt hoa thì cây mới hồi lại. Vì lúc này dinh dưỡng đã tập trung nuôi hoa, cây nó không lớn ở đâu các bạn ạ. Tròn. Cái này là ở cái vị trí nó đi lại nhiều, cứ mộc ở chỗ nào mà người đi lại nhiều là cây nó thường là nó sẽ nó biết chiều lòng người ấy, chẳng hạn. Hoa thơm quá. Đấy. Mai là đóng ship hàng. Đấy, nay nhìn gọn gàng rồi, là mai là chuyển lên cho khách thôi cả nhà. Đấy, xin cảm ơn các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua mộc thì ới em nhé. Bên nhà vườn còn các mẫu như thế này. Có mẫu 1 năm tuổi đây, cao 1 mét, nằm trên bầu rồi, anh em về chỉ việc trồng thôi. Đấy. Bác nào ok nhìn mẫu này được thì lên đơn nhé, em ship nhé. Đấy, nằm trên bầu này.